Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2021, Tiến Dũng thanh lý giảm giá hai mặt hàng, giảm giá từ 1 triệu cho đến 9 triệu. Xin mời quý vị và các bạn sẽ thưởng thức một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Của bộ loa JBL 4425 Mk2 kết hợp với âm ly Acufe. Ngày nay Tiến Dũng sẽ giảm giá thanh lý hai mặt hàng. Đầu tiên thì xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là mẫu loa JBL model 4425 Mk2. Đây là mẫu loa professional cao cấp của thương hiệu JBL đến từ Mỹ, sản xuất tại California, Mỹ. Mẫu loa này là dòng loa kiểm âm, sử dụng một loa bass loại 30cm, màng giấy, gân mút, một loa chép tai voi, chép kèn. Đặc biệt với mẫu loa này sử dụng chép kèn là từ neo, tiếng của nó rất nhuyễn và bén. Phía mặt trước của loa có hai lỗ thông hơi. Phần thông loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ, màu vàng, đẹp và rất sang trọng. Đây là giao diện phía mặt sau. California USA. Loa có thể chơi được hai cầu big wide hoặc là chơi full range. Các chạm loa được xi mạ màu gold rất đẹp. Đây là thùng loa bên đây. JBL 4425 Mk2. Công suất hiệu dụng là 250W và công suất cực đại lên đến 800W. Với mẫu loa chuyên nghiệp này, quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và kết hợp hát karaoke gia đình, phù hợp cho các không gian tầm dưới 50m2. Mẫu loa này quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các dòng âm ly của Lussmann, của Acufe, các dòng cao cấp, hoặc bình dân hơn thì sẽ sử dụng với các dòng âm ly của Sansui, ví dụ như 8080 dB, ví dụ như G8000, vân vân. JBL model 4425 Mk2 mức giá 55.500.000, sử dụng bao ship trong tháng 10 này. Và tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là một mẫu giải mã DNC cao cấp đến từ thương hiệu FIO, đó là FIO K9 Pro. FIO K9 Pro là một giải mã chuyên nghiệp, chuẩn Hi-Res Audio, chuẩn Hi-Res Audio Wireless, chuẩn MQE và chuẩn THX. Đây là thiết bị đời mới nhất của thương hiệu FIO và đây cũng là model cao cấp nhất của thương hiệu này. FIO K9 Pro
có rất nhiều ngõ vào. Đây là giao diện phía mặt sau của giải mã này. Đây là các nắp chụp kết nối tín hiệu, nhận vào tín hiệu dạng Bluetooth 5.0, nhận vào tín hiệu dạng USB từ máy tính, nhận vào tín hiệu optical từ TV Ethernet, nhận vào tín hiệu COSIA từ các đầu đĩa CD bình dân và nhận vào tín hiệu analog để sử dụng như một bộ rề. Thiết bị này hàng Made in China, mới 100%, bảo hành 12 tháng chính hãng. Thiết bị này xuất ra ở hai cổng analog, một là cổng ba lăng và hai là cổng RCA. Quý vị và các bạn có thể sử dụng giải mã DC này để nghe nhạc và hát karaoke. Toàn thân bằng nhôm phai mạnh mẽ sang trọng. Phía mặt trước là một volume, trên này có tích hợp rề amplifier. Đây là các nút điều khiển phía mặt trước: nút tăng level, nút gain, nút input chọn ngõ vào và nút tắt màng nguồn. Quý vị và các bạn có thể kết nối từ Bluetooth thông qua điện thoại di động hoặc iPad. Giải mã Fio K9 Pro, giá chính hãng là 17.990.000. Thế Dung đang phục vụ với mức giá chỉ 17.500.000, mới 100%, bảo hành 12 tháng, hàng Made in China chính hãng. Và Thế Dung đang có chương trình quà tặng, tặng theo một bộ dây ba lăng của Ý do Thế Dung thi công và một bộ dây quang. Hai món quà này trị giá 600.000 và bao luôn phí ship trong tháng 10 này. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo số điện thoại trên màn hình. Và tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là trợ lý Acuphase model E305 trơn. Trên này với thiết kế mặt phay nhôm, hai đồng hồ VU, hai hồi gỗ zin đẹp. Chiếc Acuphase model E305 trơn, tình trạng đẹp, zin nguyên bản, hàng bãi, mức giá thông thường là 44 triệu. Và chiếc này về có bị chày một chút ở đây, rất nhỏ ở đây, Dũng giảm 2,5 triệu, giá chỉ còn lại 42 triệu. Thì Dũng sẽ bao luôn phí ship trong tháng 10 này. Và tiếp theo là một món đồ thanh lý, đó là giải mã iFi Neo IDSD. Đây là một giải mã high-end của thương hiệu iFi đến từ Anh Quốc, sản xuất chính hãng tại SLUB IN China, giống như điện thoại iPhone. Đây là một giải mã Hi-Res Audio, âm thanh chất lượng cao. Giải mã này có tích hợp rề, có rất nhiều các ngõ vào kết nối. Đây là một nút volume, cũng đồng thời là chỉnh bass check. Đây là giao diện phía mặt sau của chiếc giải mã DC này. iFi model Neo IDSD. Các cổng kết nối ngõ vào là cổng Bluetooth 5.0, cổng USB kết nối giải mã âm thanh từ máy tính, cổng COSIA giải mã âm thanh từ các đầu CD bình dân và cổng quang optical giải mã âm thanh từ TV Ethernet. Xuất ra ở hai dạng, một là dạng ba lăng và hai là dạng RCA. Chiếc đầu này giá mới chính hãng là 19.200.000. Và với chiếc này, tình trạng hàng khách đã xài lướt, còn bảo hành đầy đủ linh phụ kiện. Đây là remote điều khiển từ xa của máy. Trên đây có chọn ngõ vào, có volume và có ngắt tiếng cũng như là các điều khiển mở rộng. iFi Neo IDSD giá mới 19.200.000 và chiếc này đã xài lướt, còn bảo hành. Thì Dũng thanh lý dùm anh khách với mức giá chỉ 10 triệu, bao luôn phí ship. Và Thì Dũng sẽ tặng kèm theo hai phần quà: bộ dây quang và bộ dây ba lăng. Giá mới 19.200.000 và giá thanh lý đã xài lướt còn bảo hành, mức giá chỉ 10 triệu. Chương trình này áp dụng từ nay cho đến hết tháng 10, quý vị và các bạn lưu ý. Tiếp theo là một cặp loa nữa nằm trong danh sách hàng thanh lý, đó là cặp loa Bose 301 Series 4. Mẫu loa Bose 301 Series 4 sử dụng một loa bass loại 20cm, một loa chép 6cm và một loa chép 8cm hướng bên đây. Đây là lỗ thông hơi.
3 là một series B, công suất cực đại là 150W, công suất hiệu dụng là 75W. Hàng được sản xuất tại Made in Mexico. Đây là thùng loa phía bên đây. Cặp loa này với tình trạng zin nguyên bản hàng bãi chưa qua sử dụng tại Việt Nam, sử dụng bao zin, bao đúng xuất xứ như trên tem. Mức giá thông thường là 8.500.000. Tuy nhiên với cặp này về bị chéo cặp, tức là nó không trùng số series, thì Dũng giảm 1.000.000, mức giá chỉ còn lại 7.500.000 và bao luôn phí ship trong tháng 10 này. Tất cả tiền Dũng bao zin, bao đúng xuất xứ và bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng theo hậu mãi của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị và các bạn lưu ý, chương trình khuyến mại giảm giá thanh lý này chỉ áp dụng trong tháng 10. Qua thời gian trên, Tiến Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này nữa. Rất mong quý vị và các bạn lưu ý. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn phối ghép, quý vị và các bạn hãy gọi theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Cuối cùng thì Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn trong 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn.